Ngày 28 tháng 2 vừa qua, Volvo Car Việt Nam đã tổ chức lễ công bố giải đấu Volvo Golf Championship Việt Nam 2024. Đây là giải đấu nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 55 năm quan hệ Việt Nam-Thụy Điển do Volvo Car Việt Nam tổ chức vào ngày 29 tháng 3 tại sân golf Long Thành và vào ngày 12 tháng 4 tại sân golf Đồng Mô, Hà Nội. Tổng giá trị giải thưởng của giải Hole-in-One lên đến 19 tỷ đồng, cùng với 14 vé mời du đấu tại Bắc Âu là những phần quà đặc biệt được trao tới các golfer xuất sắc giành chiến thắng tại Volvo Golf Championship Việt Nam 2024. Với thông điệp Recharge to Shine, nạp đầy năng lượng để chinh phục mọi thách thức, Volvo Car Việt Nam tổ chức giải đấu với mong muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các khách hàng đã tín nhiệm và đồng hành cùng thương hiệu này trong suốt thời gian vừa qua. Tiếp nối thành công của các mùa giải trước, Volvo Golf Championship Việt Nam 2024 sẽ diễn ra ở hai địa điểm, sân golf Long Thành, Đồng Nai vào ngày 29 tháng 3 và sân golf Đồng Mô, Hà Nội vào ngày 12 tháng 4. Với sự tham dự của gần 600 golfer là các doanh nhân, khách hàng của Volvo cùng những người yêu thích bộ môn golf, Volvo Golf Championship Việt Nam 2024 là giải đấu được đầu tư nghiêm túc, chỉnh chu nhằm mang đến một sân chơi chuyên nghiệp, đẳng cấp cho hệ thống các giải đấu golf có chất lượng chuyên môn cao tại Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các golfer giao lưu, kết nối và thăng hoa với những cú đánh đỉnh cao, hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp để nạp đầy năng lượng cho cả thể chất lẫn tinh thần. Volvo Golf Championship Việt Nam 2024 là giải đấu gậy dựa trên 18 lỗ dành cho các golfer có handicap chính thức, được chia thành 3 bảng đấu tại mỗi sân với cơ cấu giải thưởng đầy hấp dẫn. Đặc biệt hơn, đây còn là cuộc đua của các golfer xuất sắc nhất đến với giải đấu tại các nước Bắc Âu xinh đẹp. Dựa trên kết quả thi đấu tại mỗi sân, ban tổ chức sẽ chọn ra 14 golfer xuất sắc nhất để tham gia một chuyến du đấu đến đất nước Bắc Âu. Volvo là một trong số ít những thương hiệu xe hơi sở hữu hệ thống giải golf uy tín trên quy mô toàn cầu. Volvo Car Việt Nam tổ chức giải Volvo Golf Championship Việt Nam 2024 với mong muốn xây dựng giải đấu trở thành sân chơi thân thuộc để các khách hàng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ niềm đam mê thể thao cũng như tiếp nối mục tiêu ươm mầm và tạo điều kiện cho các golfer tài năng đi thi đấu tại môi trường quốc tế.